Thưa bà con, tiếp theo là câu hỏi của khán giả Nguyễn Văn Hưng ở Thái Nguyên, số điện thoại 0973 số cuối 635 hỏi như sau. Gia đình tôi có 5 xào ổi, cây đã chuẩn bị thu hoạch xong, xin hỏi cách cắt tỉa cành cho cây ổi sau thu hoạch như thế nào? Và xin hỏi mô hình chăm sóc ổi hiệu quả để tôi học hỏi kinh nghiệm. Thành Hưng, câu trả lời của anh sẽ có ngay trong tiểu mục kết nối nhà nông ngay sau đây. Mỗi cây ổi này một năm cho thu tới 170 kg quả ổi. So với những cây ổi tại khu vườn khác thì sản lượng tăng gấp 2 lần. Tuy nhiên điều đặc biệt là nó ra quả quanh năm theo đúng ý muốn của người chồng. Theo ông Nguyễn Đăng Hiền, chủ của vườn ổi này, thì cắt tỉa cành chính là phương pháp hữu hiệu nhất để can thiệp tới thời vụ của cây ổi. Để ép cho nó tức, nó ra được ấy, thì phải cắt lùi vào sâu này. Chứ ta không được cắt dài Cắt dài thì là nó lại không được ra được Được theo ý muốn của mình Đấy, đấy nó ra lụ đây ở cứ, 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 cứ những cái lách lá này nó sẽ ra mầm Ra mầm nó sẽ có lụ và có, có hoa có quả Bà con quan tâm tới kinh nghiệm cắt tỉa cây ổi cho ra quả theo ý muốn, có thể liên hệ tới ông Nguyễn Đăng Hiển ở xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại 0972 881 187.